ăn kẹo nha. Nha, lấy kẹo ăn nha. Đó, giờ ngồi em. Giờ ngồi ngoài qua ghế ngồi đi, đi qua đây. Dễ. Đi, đi qua đây. Rồi đi ngồi với cô nha. Rồi. Ê, cô mượn cái tay của con nha. Nha. Ừ, tội nghiệp quá mà. Giỏi không? Sáng con cô cũng mới khóc bù lu bù la về rồi con. Vô đây cô cũng đè giỏi nha, cho cô mượn nha, cô lấy kẹo cho con nha. Xé kẹo, xé kẹo kìa. Lấy kẹo nha, lấy kẹo nha. Bây giờ cái tay bên kia nha. Để kiếm kia về nè. Mẹ nào đâu tiếng Anh kìa. Draw blood tomorrow. Tay nó sore. Nắm lại con, nắm lại cô coi. Ê, bắt trước rồi. I'm giving your left or your right? My left, but like cái tay này để yếu. Con nắm tay lại giống cô. Yeah, I got it on a weekend, so. Nắm lại cô coi. Nắm lại con, nắm tay lại con. Your stomach right now. You can't take naproxen. It will help. I took naproxen to help. Oh yeah, to you. I'm confused. Phi cục xương không? Ừ, bỏ vậy cứ rồi, đừng giữ này nha. Phi cục xương không phi miếng gì chân trời. Ốm gì vậy con? Không ăn phải không? Tại không ăn nó có phát không à? À, cô về cô giấu mấy cái iPad luôn nghe chưa? Không ăn là giấu hết iPad luôn nghe chưa? Chừng nào ăn một cử là ba cho một cử. Ừ. Không ăn là không được, mà cái đầu sợ rồi. Giấu luôn. Con nít bây giờ cứ đứa nào đứa nấy một cái ôi 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 rồi 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 mu là gãy kim nha. Hát đau ừ, em đông mu. Gãy kim nha. Ừ, đông mu. Không có bóp thì dây nha. Để cho nó chảy nha. Rồi, không có đau. Rồi, xong rồi. Lát rồi. Ô, con trai giỏi quá. Chúc con này là thưởng kẹo nha. Khen nha. Ok, rồi. Cô cho cây kẹo nha. Ok, một chút xíu cô cho hai cục nha. Wow, Wendy cho cây kẹo nha, dì Wendy cho nha dì. Nói, ấy gì có phá. Ba cục nha. Ờ, ba cục, trời ơi, ngon quá. Rồi. Cho nhiều cục á, Ryan giỏi quá mà. Không có đau đâu, Sao, đưa cô lấy ra nè. Anh nắm thì vậy lại. Rồi, mấy cô chơi kỳ quá. Làm đau con quá. Đau không? Rồi, cô lấy kẹo nha. Cô lấy kẹo đi. Em có gì kìa, em có kẹo kìa. Đâu về. Lên xe đi. Lên xe rồi.